Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại ở kênh Việt Thắng Mobile. Vâng, thưa các bạn, thời gian vừa qua bên mình có bận bịu việc nhà cho nên là hơi lười làm video, thì bắt đầu từ hôm nay bên mình cũng đã xong hết công việc rồi. Thì bên mình cũng sẽ đi vào review là video máy nhiều hơn để phục vụ nhu cầu giải trí cũng như tham khảo giá cho tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay Việt Thắng Mobile có chuẩn bị được một ít máy từ tầm thấp cho đến tầm cao, đủ các loại máy, thì bên mình sẽ vào review cho các bạn, để nếu bạn nào có phù hợp với chiếc máy nào thì hãy liên hệ ủng hộ cho bên mình nhé. Thì trước tiên nó vẫn là những chiếc iPhone 5SE bản 32GB các bạn nhé, vẫn là những chiếc iPhone 5SE bản 32GB đó. 5SE bản 32GB bên mình đang còn hiện tại 4 cây màu đen và 2 cây màu hồng các bạn nhé. Đấy. Đó, ngoại hình đẹp keng luôn. Có một cây màu hồng đây, có một cây màu hồng đây. Là nó xước tí tí ở đây thôi, còn lại là đẹp hết các bạn nhé. Đẹp hết luôn, chấm hết luôn. Đó, tất cả bọn này bên mình đang bán đây những cái con pin 8X. Con pin 8X trước đây. Ba chiếc 8X này bên mình đang bán cho các bạn giá là 2.150.000. Đây là pin 87% và 89% bản 32GB quốc tế Mỹ. Còn ba chiếc này thì bên mình đang bán cho các bạn giá là 2.250.000. Thì pin 90 và 93 và con pin ở giữa. Con ở giữa là pin EU chuẩn 100%. Đó, đã thay mới pin EU chuẩn rồi, giá là 2.250.000. Đấy, bạn nào yêu thích thì hãy liên hệ với bên mình nhé, toàn hàng chất thôi, tất cả đều đẹp keng xà beng. Có mỗi cái con hồng này nó có một tí xước này thôi, nhưng ngược lại thì pin của nó lại là 100% các bạn nhé. Đấy, ngược lại pin của nó thay mới là 100%. Đó, bạn nào yêu thích thì hãy liên hệ với bên mình nhé. Tiếp theo nữa đó là những chiếc iPhone màu đen của iPhone 8 thường. iPhone 8 thường màu đen các bạn nhé. Đó. Máy ngoại hình thì tất cả đều là hàng zin phẩy. Bên mình đang bán cho các bạn giá là 4 triệu 9 các bạn nhé. Video các bạn xem khỏi mờ quá không nhỉ? Hôm nay mình quay như trong tròng đây rồi. Đấy. Các bạn nhìn đấy, nó xước phẩy thôi, nhưng được cái là nó zin các bạn nhé. Tuy vỏ nó hơi xước nhưng mà được cái nó zin, toàn là hàng nguyên bản nhé. Đó. Pin bộ này tất cả đều là 8X hết các bạn nhé. Bọn iPhone 8 thường này pin của nó là từ 84 cho đến 86% này. Pin zin nguyên bản này, khay email ở khay sim trùng với email trong máy nhá. Đó, bên mình đang bán là 4 triệu 9 này. Bản quốc tế 64GB. Đó, quốc tế 64GB. Máy bán ra được tặng kèm một bộ cáp sạc và một kính cường lực và một ốp lưng các bạn nhé. Tiếp theo nữa đó là một chiếc iPhone 6S bản 32GB. Cũng thay pin EU chuẩn 100% rồi. Bên mình đang bán cho các bạn giá là 2 triệu 4. Đó. Bản 32GB giá 2 triệu 4. Nó có cuồng táo một chút. Cuồng táo đây là do dùng ốp thôi, nhưng mà máy thì lại rất là đẹp. Đây các bạn. Đó. Ngoại hình con này nó phải rơi vào tầm khoảng 98% các bạn nhé. Đẹp tầm 98% đấy. Nó chỉ có đúng cuồng quả táo thôi, còn lại là đẹp hết. Pin là 100% pin EU rồi. Đó. Bản 32GB quốc tế. Bạn nào yêu thích thì nhanh tay gọi cho mình nhé, giá chỉ có 2 triệu tư thôi, rất rẻ rồi, quá bèo. Tiếp theo nữa một chiếc Apple Watch, Apple Watch Series 4 mình đang đeo đây, con này mình đang dùng đây, là mình đang cắm sạc đây, là sạc zin đi theo máy đấy. Apple Watch Series 4 con này bên mình đang bán cho các bạn giá là 6 triệu rưỡi. Máy full box các bạn nhé, full box, máy vẫn còn bảo hành chính hãng nhé. Và bảo hành chính hãng đấy, các bạn nào thích thì mình sẽ check cho. Đây. Nguyên bản. Quá đẹp luôn. Đây mình vẫn đang đeo đây.
Đó. Rất là ok. Máy con này mình đang ghép nối với cả điện thoại của mình. Đéo rất là sướng, pin rất là trâu. Nghe gọi đàm thoại ok rất là lâu mà 3 ngày mới phải sạc pin một lần cơ. Không biết là mọi người có dùng nhiều không, nhưng mà mình bọn này thì chỉ có gì nhỉ? Để nhìn để xem là có thông báo gì không thôi, hoặc là nghe gọi thôi. Bọn này thì nghe gọi mình thấy rất là ok, đi ngoài đường rất là tiện. Đặc biệt là đang đi xe không bỏ điện thoại ra, nghe bằng bọn này quá tiện luôn. Bạn nào yêu thích thì hãy liên hệ bên mình nhé. Apple Watch bản series 4, size là 44 mm các bạn nhé. Bản nhôm nhé. Đây là bản nhôm. Máy đồng hồ thì mình đã dán full hết rồi, mình đã dán kín hết rồi. Đã. Dán cả trước cả sau cả viền đấy, nên các bạn không sợ bị xước đâu. Con này là bản LTE nhé, nghe gọi được nhé các bạn nhé. Nghe gọi được. Đó, đây mình đang cầm sạc. Ok, mình sẽ bỏ qua một bên này. Để sang bên này đi, không có rơi cái chết. Tiếp theo nữa là một chiếc Oppo A3s màu đỏ. Bên mình đang bán cho các bạn giá là 1 triệu 7. Oppo A3s màu đỏ, hàng công ty các bạn nhé. Các bạn đợi mình chút nhé, bởi vì mình có điện thoại. Alo, ơi. Có gì không? Mình qua cửa hàng tôi đang bận chút. Nhiều hả? Nó sẽ dao động giá tầm khoảng 13 triệu rồi đấy. Qua đây đang có mấy con ở lớp này là bình thường. Toàn là mấy anh em thôi. Ta đang nói về con Oppo A3s đúng không? Máy màu đỏ, máy zin nguyên bản các bạn nhé. Đây là hàng công ty nhé, chứ không phải là hàng xách tay đâu. Giá bên mình bán cho các bạn giá là chỉ có 1 triệu 7 thôi, rất màn hình rất là to rồi. Màn hình tai thỏ như bọn iPhone X luôn. Đó. Tiếp theo nữa là một chiếc Oppo F7. F7 cũng màn hình tai thỏ. Đây, ngoại hình rất là đẹp. Màu xanh ngọc dương này. Có vân tay nhận diện khuôn mặt các bạn nhé, có vân tay và nhận diện khuôn mặt rất là ok. Cấu hình của con này thì là RAM 4GB. Đây, RAM 4GB, bộ nhớ 64GB các bạn nhé. Đó, bên mình đang bán cho các bạn giá là 2 triệu. 2 triệu Oppo F7. Tiếp theo nữa, đây là một chiếc Oppo F9 màu xanh đen, màu rất là đẹp các bạn nhé. Oppo F9 để mình vào xem cấu hình của nó xem nó bản này ra bao ghi. Oppo F9 RAM 4GB cũng bộ nhớ 64GB các bạn nhé. Cấu hình rất là trâu, RAM 4GB bộ nhớ 64GB, bộ xử lý loại 8 này. Đó. Tất cả đều là hàng Việt Nam hết các bạn nhé. Cái này bên mình đang bán cho các bạn giá là 2 triệu 600k nhé. 2 triệu 600k một chiếc Oppo đó. F9 rất đẹp, lung linh luôn. Đẹp lung linh nguyên bản các bạn nhé. Đó. Bạn nào yêu thích thì liên hệ với bên mình nhé. Hôm nay rất là nhiều máy Android rẻ. Tiếp theo nữa đây, một chiếc Vivo i71 RAM 3 bộ nhớ 16. Cấu hình khỏe, tầm trung. Màn hình rất là to. Màn hình to, chơi game và lướt web hoặc là xem video thì quá tuyệt vời luôn. Vivo có nhận diện khuôn mặt các bạn nhé. Bọn này có nhận diện khuôn mặt này. Đấy, bên mình cũng đang bán cho các bạn giá là 1 triệu rưỡi thôi.
rất là rẻ rồi. Tiếp theo nữa, một chiếc cục gạch mua mới là 1,2 triệu, mình bán cũ lại cho các bạn con này giá là 300.000, 300.000 thôi các bạn nhé, rất là ok đấy, hàng công ty đây. Đây mình bóc ra cho các bạn, đây là chặt quá. Rất là chặt. Đây, hàng công ty đây, nguyên bản luôn, pin zin luôn, main zin luôn. Đấy, con này vừa mua bây giờ giá trong Thế Giới Di Động vẫn là hơn 1 triệu. Đấy, và khách cũng chỉ mới dùng thôi. Đấy, bạn nào yêu thích thì hãy liên hệ với bên mình nhé. Rất là đẹp, 300 các bạn nhé, siêu rẻ luôn. Và thêm nữa đó là những chiếc đây là những chiếc iPhone 7 thường bản 32GB. iPhone 7 thường 32GB bên mình đang bán giá là 2.999.000, kém 1.000 nữa là tròn 3 triệu các bạn nhé. Máy màu vàng màu hồng, thì bên mình đang còn hai cây này thì chưa bao pin đâu các bạn nhé, pin khả năng là phải thay nữa. Các bạn muốn thay pin thì thêm 150 mình sẽ thay cho pin EU chuẩn luôn các bạn nhé. Đó, iPhone 7 máy rất đẹp, các bạn nhìn camera này đen xì đen nhánh luôn. Zin nguyên bản. Tiếp theo nữa là một chiếc iPhone X. Đây, đây là một chiếc iPhone X, đây mình bật nguồn lên. Con này là bản KH các bạn nhé, bản Hàn Quốc quốc tế, không Hàn Quốc không bao giờ có máy lóc. À, ngoại hình của nó thì con này nó rơi vào tầm khoảng 98% luôn. Đó, con này rơi vào tầm 98% luôn, pin của nó là 82%. Bên mình đang bán thanh lý cho các bạn con này giá chỉ có 8 triệu rưỡi thôi. Con này bên mình đang bán thanh lý bạn 8 triệu rưỡi nhé. Bản quốc tế. Đợi một chút rồi. Đó nhé. Đây vừa có khách. Đây bản 64GB. Ô đợi ở ngoài đợi em chút em. Đấy, pin của nó 82% các bạn nhé. Quay video tầm này thì đang hơi đông khách, chắc phải làm nhanh thôi, kiểu khách ở ngoài đợi lâu. Đó, pin 82% đây mình đang bán cho bạn giá thanh lý 8 triệu rưỡi nhá. Máy vẫn còn zin nguyên bản nhá, máy vẫn còn nguyên áp suất các bạn nhé, cho các bạn test thoải mái luôn, không một lỗi lầm nào cả, đầy đủ Face ID cũng như tất cả các chức năng khác. Tiếp theo hai con X nữa, đây còn hai con X nữa, một đen một trắng. Thì con màu đen bên mình bán cho bạn giá 8 triệu 7, con màu trắng bên mình bán cho bạn giá 8 triệu 9. Tại sao con trắng này rẻ là bởi vì con máy này là khách mua máy ở cửa hàng mình và đổi các lên, thì máy móc mình đã cũng test ok rồi và mình thâu lại được giá rẻ nên mình sẽ bán cho các bạn giá rẻ chứ không bán cho các bạn giá cao, nên các bạn không phải lo nhé. Đấy, rẻ thì bán rẻ, đắt thì bán đắt. Đây, hai con X đen này, một đen một trắng này. Đấy, đẹp lung linh luôn, tất cả đều hàng 98%, 98, 99% đây. Đó, pin khỏe, bên mình đang bán cho các bạn giá là 8 triệu 7 màu đen, 8 triệu 9 là màu trắng nhé, quốc tế Mỹ nhé. Tiếp theo là một chiếc iPhone 5 thường. Đó, một chiếc iPhone 5 thường. Đây là mình vào xem là bản bao nhiêu ghi nhá. Con này thì nó là hàng mình thông lại được của khách. Đây, màn hình của nó cũng có lấm tấm rồi đây. Nói chung bọn này thì mình cũng không kỳ vọng gì về vẻ đẹp của nó cả. Mình thấy là máy của nó chức năng còn rất là ok. Màn hình thì cũng đã là màn hình zin ép kính. Nha, mình chỉnh tay mình ép kính luôn, nó hơi xấu một chút. Ép kính nhá. Cái màn phản quang nó hơi xấu nhưng mà được cái là
ok tất cả các chức năng nhé. Zin này, màn zin, máy zin, main zin. Bên mình đang bán cho các bạn giá là con này là giá 650. À, 650 thôi, rất rẻ. Cộng đúng cái tiền công ép kính vào thôi. Còn lại các bạn tự tự lo nhé. Ok này, 650 này. Đây là 7 thừa 128 GB. 7 thừa 128 GB máy màu đỏ. Đó. Bên mình đang bán là 3 triệu 550 nghìn 128 GB. Các bạn nhìn chân sạc rất là chất luôn. Đấy, trắng sạch luôn. Bản 128 GB bên mình đang bán cho các bạn giá là 3 triệu 550 nghìn màu đỏ. Màu hồng bên mình đang bán cho các bạn là màu hồng bên mình đang bán là 3 triệu rưỡi thôi. 3 triệu rưỡi. Chưa bao pin các bạn nhé. Bọn này thì khả năng các bạn phải thay pin đấy nếu mà các bạn muốn dùng ổn định. Ngoại hình tất cả hình thức phẩy nó rơi tầm 95-96%. Nói chung là ngoại hình rất là đẹp, các bạn nhìn ở ngoài nó rất là cân đối máy, rất là bắt mắt. Cậu mình nghĩ các bạn nếu mà đã sờ vào những chiếc máy này là sẽ không chê được đâu, bởi vì nó là hàng zin tuyệt đối luôn, sẽ không chê được nó đâu. Đó. Tiếp theo nữa là một chiếc 6S Plus bản 16 GB. Bên mình đang bán cho các bạn giá là 3 triệu 3. Máy full tất cả các chức năng quốc tế Mỹ. Bản 16 GB các bạn nhé. Quốc tế Mỹ. Đó. Máy màu hồng. Đó. Zin đẹp. Chỉ 5%. Ngoại hình sơn này, có chóp sơn một tí tí. Chóp một tí tí ở chỗ cam thôi. Và ở chỗ tai nghe đây. Còn lại là đẹp hết các bạn nhé. Còn lại là đẹp hết. Không có vết cấn móp hay là va đập do rơi đâu các bạn nhé. Nên các bạn yên tâm main bo của nó nhé. Không bị rơi rớt cho nên main bo rất là lành. Các bạn xác định là dùng mãi mãi thôi. Chỉ có mỗi vấn đề đó là khi nào pin kém thì các bạn thay thôi. Còn các bạn không phải lo lắng bất kể một cái gì hết. Tiếp theo nữa một chiếc iPhone XS màu trắng bản 64 GB. XS màu trắng bản 64 GB, máy zin đẹp. 98%, 98-99% luôn. Các bạn hôm nay có thấy video nó mờ không nhỉ? Hay là do khách đang mở cửa đang mở cửa nên ánh sáng nó vào. Sáng vào nhiều phản cái máy quay này làm cho nó hơi mờ. Đấy. XS Max 64 GB quốc tế Mỹ. Pin của nó là 93%. Pin 93% này. Đó, bên mình đang bán cho các bạn giá là 13 triệu 200 nghìn. 13 triệu 200 đấy. Máy đợt này giá rất là cao rồi các bạn nhé, nên các bạn cứ cân nhắc trước khi mua nhé. Đây. Đây là một con Mac Gold bản 3 à 256 GB. 256 GB. Máy zin nguyên áp các bạn nhé. Máy zin nguyên áp, con này ngoại hình của nó rơi vào tầm khoảng 97% thôi. Nó có một vết xước trời. Đây xước rất là nhỏ, nhỏ tí tí con muỗi ở đây thôi. Tí tí ở góc cái thôi. Sau này khó nhìn nha. Đây này. Tí tí thôi. Đây, con này nó có bị sứt một tí kính ở đây. Đây mình vừa thâu lại của khách sứt một tí kính nhá. À. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đây con này là bản 256 GB. 256 GB máy quốc tế nhá. Cháu đang làm việc, không bản là. Đây bản 256 GB nhá. Chưa làm à? Vâng. Đang Có chạy tôi huyết. cho cái này. Cháu đang dở việc nhá. Máy ngoại hình rất đẹp nhé, các bạn nhìn mặt trước này, mặt trước mặt sau rất là đẹp, mặt trước mặt sau rất đẹp đó. Bên mình đang bán cho bạn giá là 13 triệu, con này 13 triệu thôi. Đó. Nào yêu thích thì hãy liên hệ bên mình nhé, bản 256 GB các bạn thoải mái dung lượng để lướt web cũng như là quay video hoặc là lưu trữ kỷ niệm của các bạn. Quá tuyệt vời luôn. XS Max Gold 256 GB. Tiếp theo nữa một chiếc iPhone 7 thường lock.
128 GB. Đó. Máy ngoại hình đẹp 99% luôn. Bên mình đang bán cho các bạn giá con này là 2.850.000. 2.850.000. Mã của Nhật, máy Nhật các bạn nhé. A1779. Đó, mã A1779 các bạn nhé. Hàng lắp Nhật, pin của nó 91%. 2.850.000 các bạn về mua thêm cái sim ghép khoảng mấy chục nghìn nữa các bạn tự ghép sim nhé. Bên cửa hàng mình là không có sim ghép cho nên là không ghép được sim cho các bạn. Bây giờ nó có ra cái vẫn đang sống cái sim ghép thần thánh ấy, các bạn lắp vào máy dùng như quốc tế luôn đấy. Tiếp theo nữa đó là hai chiếc iPhone 5 SE. Hai chiếc iPhone 5 SE bản 16 GB. Hai chiếc iPhone 5 SE bản 16 GB. Đó. Máy đẹp keng nhé. Bên mình đang bán cho các bạn giá là 1.850.000 nhé. Máy đẹp keng 1.850.000. Máy rất là rẻ rồi. Bao rẻ cho các bạn luôn nhé. Còn hai cây và nốt thanh lý thôi. Các cái dòng máy phụ này thì nếu các bạn đã xác định là dùng để làm máy phụ thì cũng không nhất thiết là yêu cầu dung lượng nó phải cao, bởi vì bọn này các bạn chỉ nghe gọi thôi mà, lướt web tí tí thôi, chứ còn nếu mà các bạn mà muốn cái loại mà dung lượng nó cao hơn trừ khi các bạn chụp ảnh thôi. Còn bản 16 GB với cả 32 hay 64 GB, 128 GB nó không liên quan gì đến cái tốc độ xử lý của nó các bạn nhé, nó không liên quan gì đến độ mượt cả. Đó. Cái dung lượng nó nhiều chỉ để cho các bạn lưu trữ thôi chứ không quyết định độ mượt của máy. Tiếp theo nữa một con lốt 8 RAM 6 GB, bộ nhớ 64 GB. Máy bị thiếu bút. Thiếu bút. Đấy. Màn hình bị lứt. Lứt này. Đấy. Vỏ rất là xấu nhá, vỏ xước sát rất nhiều nhá. Đấy. Vỏ xước sát rất là nhiều. Đấy. Bên mình đang bán cái màn hình cũng xước rồi. Còn lại là đẹp hết các bạn nhé. Đấy, ngoại hình xấu còn lại là máy ở trong rất là chất. Con này bên mình đang bán cho bạn giá là 3 triệu rưỡi nhé. Bạn nào yêu thích thì hãy liên hệ với bên mình. Ok. Bạn nào thích con lốt 8 này thì hãy alo cho mình nhé. Vâng, thì do bên ngoài cũng đang có khá nhiều khách nên mình phải dừng video ở đây thôi. Hẹn các bạn ở video sau để mình nói kỹ hơn nhé. Nếu bạn nào mà có thắc mắc gì về những chiếc máy hôm nay mình review thì gọi điện cho mình hoặc là cũng có thể gọi Zalo cho mình nhé. Thì bên mình sẽ nói lại. Bởi vì từ nãy giờ có khách đang đứng chờ nên là mình cũng không nói được rõ và cũng không nói được chi tiết máy. Thì xin lỗi các bạn nhé. Mong các bạn thông cảm. Chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn nhé.